Video này được mang đến cho bạn bởi Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng có 12 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng nhờ vào đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, linh kiện cam kết sử dụng loại tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng hoàn tiền 100% với quy trình công khai, khách hàng có thể xem trực tiếp và ký tên trên linh kiện để yên tâm hơn. Đặc biệt là Fastcare rất minh bạch về chi phí và không phát sinh thêm. Và nếu bạn là học sinh sinh viên thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi sửa chữa thiết bị. Các bạn có thể đến ngay các cửa hàng của Fastcare tại thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng dịch vụ đến tận răng. Bắt đầu mùa 2 của Game of Thrones, chúng ta trước hết là thấy được hậu quả của việc đưa một thằng biến thái hentai súc vật lên làm vua thì như thế nào. Ngày nào cũng có máu chảy đầu rơi, mà lại còn là cho vui mới chết. Đúng như Tywin nói, thằng lỏi con Joffrey cần một người cầm xích cho nó đỡ nhầm. Và người đó thì bây giờ mới về được vương đô, tại chân ngắn quá. Để thêm tính chính danh, Tyrion còn đưa tờ note mà Tywin viết cho Varys. Tại giờ đưa cho Cersei thì kết quả lại như quả di chúc của Robert ngay. Tyrion bảo chị cứ cẩn thận ấy, quả chiến tranh lôi thôi này là do hai mẹ con nhà chị gây ra chứ ai. Cersei thì cay thằng em cơ mà chả sợ gì ngoài sợ bố, nên tức lắm mà không chấm mút được gì. Trên phương Bắc, khi đi dạo cùng với Hầu Cận, Bran nhìn thấy một vệt sao băng đỏ kẻ ngang bầu trời. Và vật đổi sao rời thì kiểu gì chả có biến to. Osha, cái bà Manji bị Rob với Theon bắt từ mùa 1, bảo là sao băng to như thế lại có sơn màu tăng đam thì chả bao giờ là về con người, mà chỉ có thể là điềm báo của rồng. Nhắc đến rồng thì chúng ta không thể không trở lại Essos, nơi mà Daenerys đang bị mấy thằng Dothraki bỏ của chạy lấy người. Ở ngay giữa hoang mạc đỏ, chỉ còn vài người tùy tùng chân đất mắt toét trung thành ở lại. Vì chưa học được cách ăn đồng bằng ăn cát, nên cái chỗ này chả có gì mà dân của Daenerys dùng được. Không muốn tất cả chết đói và phí mất số tiền nạp mua 3 con rồng, mẹ rồng đành cử 3 ông tướng này đi 3 hướng xem có chỗ nào trú chân được hay không. Cùng lúc đó, ở phía bắc của bức tường, tổng chỉ huy Gior đã dẫn anh em đội gác đêm đến biệt phủ của Craster, một lão già dâm dê và dơ. Cụ thể là méo hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ông già này cố biến cây gia phả của mình không phải hình tròn mà là hình xoáy chôn ốc, bằng cách tự lấy con gái của mình rồi đẻ ra thêm con gái và lại lấy mấy đứa đấy làm vợ tiếp. Lỡ đẻ ra con trai hay sao thì có cách giải quyết khác cơ, mà đại loại là ít nhất lão này có cái mái nhà che đầu. Và ra ngoài này thì anh em cần một chỗ như thế, tại giờ ngủ ngoài trời thì rái thụt béng vào trong hết, nên dù không ưa lắm nhưng Gio cũng không dại gì mà làm trái ý thằng già này cả. Ngồi bên đống lửa, Gio khai thác thông tin từ Craster xem tại sao các làng man tộc quanh đây đều vắng tanh như chùa Bà Đanh như vậy. Ông tổng chỉ huy nhận được câu trả lời rằng tất cả man tộc quanh đây đã cùng nhau tập hợp lại dưới trướng Man's Raider để cùng nhau hành quân xuống phía nam bức tường. Về việc Man's Raider là thằng nào thì ông tướng này từng là người của đội gác đêm, cơ mà thấy đấu kiếm mãi trong này chán quá nên trốn lên phía bắc gây dựng lực lượng, và giờ thì thu phục hết man tộc, trở thành vua phía bên kia bức tường. Nói chung là phổi bạn xong chuyển sinh thành tù trưởng ở phía nam xa xôi. Cuối cùng thì ông tướng cuối cùng cho ba anh em nhà Baratheon cũng lộ diện. Đây là Stannis, người ít béo nhiều gân hơn Robert Baratheon và chắc chắn là ít gai hơn Renly Baratheon. Theo nét thì ông này mới xứng đáng làm vua mới sau Robert, tại có thằng con nào của Robert với Cersei là con của Robert thật đâu. Nhưng mà giờ nhìn lại thì ông này cũng không ổn lắm, khi hành động đầu tiên sau khi debut của Stannis là mang tượng thất diện thần giao hỏa để hiến tế cho chúa tể ánh sáng aka quang thần. Vị thần mà bà thím này, phù thủy Melisandre hay còn gọi là người đàn bà đỏ, bảo với Stannis là vị thần chuẩn real không rep và sẽ đưa ông này lên ngai sắt nếu được thờ phụng tử tế. Tất nhiên là có rất nhiều người không vui vì quả cải đạo này của Stannis, trong đó có ông cận thần này định solo rượu độc với Melisandre để flex trình nhưng chết ngược. Cơ mà tại sao Melisandre lại muốn giúp Stannis? Vì bà này tin rằng chính Stannis là người được chọn giúp toàn thể dân chúng Westeros tiến vào màn đêm mà không bị các thế lực hắc ám nuốt chửng. Gần đấy một tí thì Tyrion sau khi flex chức vụ mới với chị mình thì lại trốn về phòng hú hí với Shae, thím gái ba ngoại quốc mà Tyrion kiếm được từ mùa 1. Tất nhiên việc đưa Shae về vương đô là một nước đi khá nguy hiểm, tại Tywin đã dặn từ đầu là phò giá về kinh chứ không phải là phò già về kinh. Nhưng Tyrion không ưa bố lắm nên không ke. Tyrion đang vui, còn Cersei thì lại giận tím người vì để sổng mất Arya. Giờ có ba người nhà Stark để trao đổi thì sổng mất một người, còn thằng ngu Joffrey thì chặt mẹ đầu kêu ông giá trị nhất. Giờ thì Cersei biết làm thế nào để chuộc lại em trai kiêm bố của các con đây, nên đành phải nhờ Peter Baelor tìm Arya hộ. Dù là bà này nên biết rõ hơn ai hết là tin ai chứ tin thằng cha này chỉ có bán nhà. Tại sao Cersei lại sốt xinh xịch thế? Thì chúng ta lại phải lên phía bắc, nhưng gần thôi, chưa đến Winterfell, nơi mà Robb Stark đang hội quân để chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo. Tướng Robb Stark non và xanh thế nào cơ mà trông thế chứ đánh đấm cũng ra gì phết. Đẩy lui được quân của Tywin và đồng minh như thật, giờ đang gửi thư để dàn xếp với nhà Lannister. Robb sẽ ngừng đánh nhau nếu nhà Lannister chấp nhận trả lại xương cốt của Ned, đưa hai chị em gái Robb về phía bắc an toàn, và hơn hết là công nhận nền độc lập của phương bắc để không trở thành thằng mõm. Robb giờ phải có nhiều quân hơn nữa nhiều, nên Theon mới chốt một cái kèo là giờ Theon sẽ về quần đảo sắt tìm bố là lão già Balon Greyjoy để xin tàu chiến về công vương đô. Catelyn, mẹ Robb thì bảo là tin ai chứ tin gì mấy thằng nhà Greyjoy, mấy thằng này láo nháo lắm, chia tay ra bắt chúng nó cắn như chơi. Thế là theo kế hoạch của hai mẹ con, Catelyn sẽ phải luồn lách xuống tận Stormland, chỗ mà Renly Baratheon cũng đang xưng vương,
để thuyết phục thằng Chả ngừng đấu kiếm thịt mà cùng chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Phía nhà Lannister, thằng lòi con Joffrey nghe thấy mấy lời đồn về việc mình là con hoang của mẹ và cậu Jaime thì cay vờ lờ, quyết định phớt lấy cái ghế vừa đen vừa cứng của mình bằng cách ra lệnh cho đội gác thành đi tìm hết tất cả con hoang của vua Robert ở Vương Đô về để thi thết. May sao thì thằng con quan trọng nhất của cốt truyện sau này là Gendry đang đi cùng với Arya theo ông già tuyển quân cho đội gác đêm vòng lên phía hắc thành Castle Black, nên chắc là tạm an toàn. Trong đoàn người rời lên phương Bắc, Arya bắt gặp ba người đàn ông bị nhét vào trong cũi, chắc là để không trốn đi đâu. Trong cái cũi này, ngoài hai ông xấu trai thì có một ông trông cũng đẹp trai, và vì đẹp trai nên đây là một nhân vật quan trọng, từ từ sẽ có đoạn thể hiện ở Vương Đô. Yêu sách của Robb Stark đã về đến tay hội đồng quản trị của nhà vua, và như mọi tờ giấy chứa info khác, tờ giấy làm Cersei bị ngứa tay xé cái rụp. Tyrion bảo thôi cứ gửi xương cốt nét về cho người nhà, cho nó gọi là có thiện chí. Cơ mà Cersei bảo là bao giờ cao đến nách tao rồi hãng phát biểu, khiến Tyrion chịu chết. Không chỉ phải kiểm soát thằng cháu, mà có vẻ Tyrion còn phải chỉnh đốn lại bà chị. Thêm một vấn đề nữa là tổng chỉ huy Gior phía bức tường vừa gửi bức thư thứ 1000 là hãy cho xin thêm người biết đánh nhau lên phía bức tường, chứ quân số gia hồn của đội gác đêm còn ít lắm rồi. Cơ mà Cersei thì cho rằng chuyện phương Bắc còn lâu mới lan xuống chỗ mình, nên không quan tâm. Tạm gác lại những câu chuyện liên quan đến bà chị và thằng con quỷ hóa, Tyrion cũng phải thực hiện những kế hoạch riêng. Tất nhiên là ngoài cái kế hoạch mỗi ngày một cữ với Shae, đó là đi tìm xem thằng nào định đâm vào đít mình. Chả là những người nhậm chức bàn tay của vua dạo này rụng như sung, hết Jon Arryn lại đến Ned Stark, nên giờ với tư cách là thằng rất có thể bị rụng như hai người tiền nhiệm, Tyrion bắt đầu ủ mưu. Và thằng đầu tiên phải cút khỏi Vương Đô chính là Janos Lyn, đội trưởng đội gác thành, cái thằng phản bội Ned Stark trong chính điện đợt trước, giờ bị Tyrion đẩy lên đội gác đêm. Tiện thể Tyrion bổ ngay thằng bạn Bronn đánh thuê lên trước đó, để không có kỳ đà cản mũi ngăn hắn thực hiện kế hoạch tiếp theo. Cùng lúc đó, Theon đã rời doanh trại của Robb Stark, về được đến đảo Pike thuộc quần đảo sắt. Trên đường, Theon dê được một cô gái, người đồng ý dẫn hắn về nhà gặp bố mình. Trên đường về, tất nhiên là Theon tiện tay nắn bên trên sờ bên dưới, về đến nhà. Vừa gặp bố sau 9 năm xa cách, Theon đã vô cùng bất ngờ, vì thay vì chào con như bình thường, lã ba lần Greyjoy lại chửi Theon là mặc quần áo như thằng Bắc và sốc óc hơn nữa. Cái cô gái mà Theon sờ sờ mó mó trên lưng ngựa cuối cùng lại chính là chị gái Yara. Việc có tí máu Jaime trong người dù không phải họ hàng gì làm Theon nhìn đơ hẳn. Cơ mà chuyện gì ra chuyện đó? Theon bàn với bố về kế hoạch cùng nhà Stark đánh nhà Lannister, cơ mà bị ba lần lắc đầu ngay, vì lão vẫn còn ghim thù vụ ngày xưa nhà Stark đàn áp quần đảo sắt hồi Robert còn trị vì. Lão ba lần rất cay vì Ned Stark không chỉ thịt mất hai thằng con lớn của lão, mà còn nuôi thằng con út nhà lão thành Buck. Theon kiểu, ơ kìa, nhưng bố là người thí co cho Ned Stark, làm ba lần thẹn quá chả biết quạt lại con như thế nào, nên tác động vật lý luôn. Lão dự định sẽ đòi lại quyền làm bố thiên hạ bằng sắt và muối, tức là bố này sẽ dong thuyền đi thọc vào sườn phương Bắc để khoe trình và cho Robb Stark biết thế nào là lễ hội. Cùng lúc đó thì ở Dragonstone, hòn đảo ruột nhà Targaryen, đấy là nếu còn người nhà Targaryen nào ở Westeros, Stannis và hội đồng riêng của mình đang họp bàn chiến thuật ban pick trước khi ra trận. Trong hội đồng giờ có hiệp sĩ Davos Seaworth và tất nhiên là Melisandre. Trong khi Davos bàn cách điều quân ra vào lên xuống các kiểu, thì Melisandre lại chỉ Stannis cách chiến đấu bằng thần thồn lần, với lời hứa là sẽ giúp Stannis không chỉ thắng trận mà còn cho lão một thằng con trai. Nghe thấy con trai thì dòng máu châu Á của Stannis tớn lên, tại vợ lão chỉ toàn đẻ ra vịt rời. Họ tập bắn ngay trên sa bàn chiến lược. Tập 2 kết thúc bằng việc Jon, người vẫn cứ bứt rứt về cái kết cấu gia đình Craster trên phía Bắc, lẻn theo lão già vì thấy lão bế thằng con trai giữa đêm hôm ra đặt ngoài rừng để con gì đấy mang đi. Đáng tiếc là với trang bị cồng kềnh và cái kiếm thép chắc Việt cộng 15 kêu leng keng còn nhiều hơn cả kẻng báo cháy, Jon đã bị lão Craster phát hiện và bổ ngay một cán rìu vào đầu, can tội chõ mũi vào chuyện của người khác, khiến Jon đi ngủ sớm hơn thường lệ. Tất nhiên là với cái mũi bê bết máu, nước đi vào sống mũi của Jon khiến lão Craster nổi giận, đuổi hết anh em đội gác đêm đi. Jon biểu tình với tổng chỉ huy Mormont, nhưng ánh mắt ông cụ lại ám chỉ rằng cái này ông biết thừa, nhưng phải cắn răng vì anh em. Thế là sáng hôm sau mọi người phải chim cút thật. Cơ mà dù gặp cỡ trong vánh, nhưng Sam béo đã làm quen được với một cô vợ kiêm con gái của Craster tên là Gilly. Cơ mà giờ động vào cô thì lão Craster chả cầm nhíp gắp chim ra chặt, nên đành hẹn lần sau sẽ trở lại tìm cách cứu cô gái sau. Cứu như nào hả Sam? Anh còn không cứu mang nổi trọng lượng của bụng của mình thì làm sao cứu mang cô gái? Dưới bức tường một tí thì để quên đi việc giờ mình chỉ còn một chân hoạt động, Bran giờ chỉ nằm trên giường mơ về việc mình được đi lại khắp nơi quanh lâu đài Winterfell. Được cái là trong mơ đi bằng hai chân chưa đủ, Bran còn hóa thành chó đi bằng bốn chân cho đỡ thèm. Cơ mà ở trên này lạnh quá. Chúng ta lại xuống phía nam tí thì giờ Catelyn Stark sau khi được con trai nhờ vả đã đến được chỗ Renly Baratheon. Renly cũng đã tự lên ngôi vua, cưới em gái của thằng bố Loras là Margaery Tyrell lên làm hoàng hậu để hợp thức hóa sự ủng hộ của nhà Tyrell. Catelyn đến đúng lúc, bồ của Renly, Loras, được tận hưởng trải nghiệm bị con gái đì. Dù chính xác thì người đì Loras cao hơn ông hiệp sĩ cúc hoa này tận một cái đầu, Brienne xứ Tart, nhà vô địch của cái giải cỏ này, và chả mong gì ngoài việc được gia nhập đội vệ vương để bảo vệ Renly, vì các chị em thì luôn có cảm tình với mấy ông gai, dù biết
biết hay không? Trở lại với Caitlyn và Renly, thì Renly đồng ý sẽ giúp Rob bằng cách tạo thế gọng kìm. Và chắc chắn là Renly với 10 vạn quân cùng tài nguyên của nhà Baratheon và nhà Tyrell sẽ cho thằng chó Joffrey đi bán muối, trả thù cho Ned Stark. Dù ông tướng này vẫn đang có một cuộc chiến căng thẳng hơn, đó là làm thế nào để thanh kiếm của mình vẫn thẳng khi nhìn thấy gái. Margaery thì thấu hiểu các thứ, thậm chí đề nghị cả Loras vào chơi sâm, vì thím này không cần yêu đương gì cả, chỉ cần được làm hoàng hậu thôi. Và hoàng hậu cưới vua mãi mà vẫn còn trinh nguyên thì người ta cười cho. Nói về việc không cười được, thì ba lần Greyjoy đang căng như dây đàn khi lên kế hoạch cho dân quần đảo sắt cắn trộm phương Bắc. Theon phản đối cha, nhưng ba lần đã quyết thì giờ muốn chặn là phải xin tí huyết. Theon không biết phải làm gì, định viết thư cảnh báo Robb Stark, nhưng rồi suy nghĩ thế nào lại thôi, đốt bén bức thư đi, bị giằng xé giữa gia đình ruột thịt và gia đình nuôi nấng mình từ bé đến giờ. Theon sợ bị chửi là thằng bắt con nên ngậm ngùi chọn làm người nhà Greyjoy, thề nguyên trung thành với muối và sắt để tuyên dương con. Ba lần cho Yara 30 thuyền chiến, còn Theon thì một thuyền, lại còn là con thuyền có tên khắm nhất, con đũi của biển khơi, làm Theon cay đỏ rái. Trở lại với Vương Đô, để đảm bảo sự an toàn của bản thân và bồ, Theon quyết định đưa Shae đi giả làm hầu gái của Sansa. Dù bà này đó giờ chỉ biết hầu dai, nên bị Sansa lườm cho cháy máy. Giải quyết vụ bồ bịch xong xuôi, Tyrion quyết định tiếp tục bổ đầu những thành phần nguy hiểm bằng một kế hoạch rất là anh sơ tanh. Tyrion báo với Pycelle về kế hoạch gả con gái út của Cersei, công chúa Myrcella, cho xứ Dorne ở miền Nam, xong lại quay ra báo với Varys về việc sẽ gả Myrcella cho Theon Greyjoy để liên minh với quần đảo sắt. Và cuối cùng, để cho nó không sót thằng nào, thì báo với Peter Baelish rằng điểm đến của công chúa sẽ là Vale, cưới thằng Robin giờ vẫn còn bú mẹ. Nói xong thì Tyrion dặn cả ba ông là để an toàn thì không được báo kế hoạch này với hoàng hậu. Tất nhiên chưa đầy vài tiếng sau, Cersei đã phát dầu lên đến chửi Tyrion như tát nước vì không muốn con mình biến thành chó 5 ký. Kẻ mách lẻo không ai khác chính là quan đại thần Pycelle. Tyrion gọi Bronn đến trong lúc Pycelle đang chơi gái, cắt cụt râu của lão già rồi tống lão vào ngục vì cái tội hay ton hót. Khi có những người muốn bám trụ ở Vương Đô bằng được, thì tất nhiên cũng có những người muốn hô biến khỏi chỗ đó càng xa càng tốt, đặc biệt là đoàn người của Jorin. Ông già thấy cô bé Arya cứ chằn chọc mãi vì hận thù sinh ra khó ngủ, nên cho cô một cái tip nho nhỏ là hãy đọc tên những kẻ mà cô muốn giết cho đến khi buồn ngủ thì thôi. Arya tí nữa thì ngủ được nếu mấy cái thằng gác thành, người bị Jorren xô đuổi hôm trước, trở lại với nhiều mạng hơn. Để cố giết nhầm còn hơn bỏ sót mấy thằng con hoang của Robert, Jorren muốn bảo vệ lũ trẻ, nhưng anh dũng hy sinh vì bên kia nhiều thằng cầm giáo quá. Arya và Gendry bỏ chạy toán loạn, nhưng đang chạy thì cô bé thấy cái cũi có ba thằng cha du thủ du thực đang cháy phừng phừng. Vì thương người, Arya quyết định nhặt một dìu đưa cho ba thằng trả, coi như cứu được ba mạng người. Cơ mà cái tình thương người này khiến cô bé bị bắt y như mấy thằng lỏi con khác. Arya bị thằng cầm đầu lút mất thanh kiếm của Jon tặng, phải nhìn hắn thử kiếm lên một thằng bé bị tên bắn xuyên đầu gối để đỡ phải vác về. Lũ gác thành sau khi bắt được hết mấy thằng nhõi con thì hỏi xem có biết Gendry là thằng nào không. Arya nhanh trí bảo Gendry là thằng bé vừa bị xiên chết, cứu Gendry thật một màn thua trông thấy. Sang tập 4, quân của Robb Stark càng đánh càng hăng, úp lồng nhà Lannister đến chết, tiện lút thêm được một cô y tá lang thang làm nhiệm vụ nhân đạo. Joffrey nghe thấy Robb thắng thì cay lắm, mang Sansa ra hành hạ. May mà có Tyrion đến cứu chứ không thì cũng thân tàn ma dại. Theo lời gợi ý của ông bạn Bronn, Tyrion quyết định để đảm bảo an toàn cho Sansa sẽ cho Joffrey chơi gái. Đáng tiếc là thằng nhõi này đầu óc không bình thường, bắt một cô đánh cô còn lại trọng thương, rồi gửi sang dàn mặt ông cậu là lé lé ra, đừng cố chõ mũi vào chuyện của mình, khiến Tyrion đau đầu phết. Ở phía nam, trên lãnh địa Stormland, Caitlyn đang cố giúp hai anh em Baratheon giảng hòa vì đánh người ngoài chưa xong đã quay ra lọc máu gia tộc là hạ sách vờ lờ. Nhưng mà Renly chửi Stannis là thằng già chả biết gì ngoài đánh đấm, còn Stannis chửi Renly là thằng đã non còn bê đê, khiến hai bên không ai chịu ai. Hẹn kèo sáng hôm sau solo meet xem thằng nào làm anh, còn thằng nào làm người chết. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng ấy, tay bé aka Peter Baelish cũng đến đây giao thiệp với Renly và tiện gặp crush cũ, thì ngỏ ý muốn chốt kèo đổi Jamie lấy hai đứa con gái của Caitlyn. Caitlyn không chịu vì rõ ràng kèo này hơi vờ lờ với nhà Lannister. Siêu tướng đổi lấy hai đứa bé, cơ mà Baelish bảo là bà chỉ có hai đứa con gái thôi, nên Caitlyn có vẻ suy nghĩ phết. Trở lại cuộc huynh đệ tương tàn, thì ngài Davos bị Stannis bắt phải đưa Melisandre vào bờ, đến một chỗ bí mật giúp bà ta làm gì đó. Davos thì không tin tưởng Melisandre hay quang thần, cơ mà nhất tin vào Stannis nên bảo đâu đánh đó. Cóc biết rằng Melisandre hóa ra muốn ông ship cái bụng bầu chứa một thằng con đen xì, chui qua hang ngầm lẻn vào doanh trại của Renly về lại Vương Đô. Vì chị gái lèo nhèo quá nên Tyrion đành phải cho đại thần Pycelle sổng chuồng, nhưng cấm cửa khỏi hội đồng của nhà vua. Cơ mà tương kế tiệu kế, Tyrion đã thành công đe dọa thằng em họ Lancel, cái thằng trước rót rượu cho vua Robert ấy, là giờ mà không làm những gì Tyrion bảo thì mối quan hệ trên giường dưới chăn của Lancel với Cersei sẽ bị cả vương quốc và đặc biệt là Jaime biết. Ông Lancel ỏn ẻn này nghe mỗi thế đã sợ thụt vòi, thế là tự dưng Tyrion có thêm thằng sai vặt, nói chung là ổn phết. Thế nên là trở lại với Arya, thì Arya, Gendry và thằng bé béo bạn của cả hai bị gửi đến pháo đài Harrenhal, pháo đài đá khổng lồ tưởng chừng như bất khả xâm phạm, cho đến khi một trong các tổ phụ nhà Targaryen mang rồng đến khạc cho cái pháo đài trông như đôi dép tổ ong bắt lửa. Đại loại thì giờ nó là chỗ hội quân của nhà Lannister. Sau quả úp sọt của Robb hôm trước, ba đứa trẻ con bị kéo đến đây cùng với dân của vài làng nữa, nhưng mà bị vứt ra ngoài chuồng lợn tại hầm ngục hết slot của Mernera.
mà vì đến chuẩn lợn cũng hết slot. Thế nên mấy thằng lính lác vớ vẩn này mỗi ngày sẽ gọi random một người lên hỏi vài câu chiếu lệ về một team nghe lạ lạ là hội anh em vô kỳ trận. Xong dù có khai hay không cũng cho đi bán muối hết. Cái vụ này chỉ kết thúc khi Tywin cưỡi ngựa dẫn quân về nghỉ chân và thấy rằng bọn này là một lũ ngu, lũ ăn hại. Và nếu không phải là vừa mới trả lương hôm qua thì đã cho cút hết rồi. Lão hướng dẫn cho lính lác mang đám tù nhân này đi lao động khổ sai và túm ngay Arya. Kiểu lão già dơ này tinh đến độ nhìn phát biết Arya là con gái, túm ngay cô bé đi hầu rượu cho lão, mà không biết đây chính là đứa con gái mất tích của Ned Stark. Bên kia thế giới, tại lục địa Essos, Daenerys cùng đoàn tùy tùng theo lời của một trong ba anh do thám mà mò được đến thành phố Quat, thành phố giàu có bậc nhất lục địa Essos và cũng là cái gần nhất. Tất nhiên là hội đồng thành phố ra xem thì nhìn thấy toàn mấy thằng Manji Dothraki nên cũng hơi ngại, nhưng tự dưng trong số 13 người có một ông da đen, Uvu Wewewe Oni Yeten Yewewe Uwemu Wem Osas, à nhầm người, Saro Swandasos, không biết vì mê gái hay vì gì cắt máu ăn thề với 12 người còn lại, sẽ bảo lãnh cho Daenerys và dân của cô vào thành cứu Dany một mạng. Sang tập 5, Renly đang nói chuyện với Brienne và Catelyn trong lều thì bị con bóng mà Melisandre đẻ ra cho một shot xuyên ngực. Lơ mau BD bị bóng giết, cơ mà giờ nói thế thì ai tin. Thế nên khi lính gác vào thấy Brienne đang ôm cái xác của Renly thì cho rằng cô chính là thủ phạm, buộc Brienne phải động thủ để phóng thân. Biết không thể ở đây lâu, Brienne đành chấp nhận rời đi cùng Catelyn, vì nếu cô lăn ra chết thì làm sao mà trả thù cho vua được. Renly chết khiến Loras cay lắm, nhưng Peter Baelor bảo là từ từ khoai sẽ nhừ, hãy về team của anh để Gacha cơ hội trả thù cho nó thuận lợi. Và thế là cả nhà Tyrell giờ về phe Joffrey luôn. Còn phần còn lại của quân Renly chẳng còn cách nào khác ngoài gia nhập với quân đội của Stannis. Biết được tin này thì Cersei vui lắm, đang AFK mà kẻ thù tự luộc nhau. Có vẻ là thím sẽ không phải dùng đến vũ khí bí mật. Theo lời Lancel, người giờ đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay bé tí của Tyrion. Cersei đang có ý định sử dụng một thứ vũ khí siêu cấp VIP Pro của nhà Targaryen hay dùng ngày xưa, gọi là Wildfire hay là hoang hỏa. Thứ xanh xanh nhưng mà động vào là cháy nổ, và tôi khá chắc là vi phạm gần hết những điều lệ trong công ước Geneva. Tất nhiên là sau khi biết chị mình đang yêu cầu hội giả kim sản xuất cái củ cải này, Tyrion chiếm ngay quyền kiểm soát của dây chuyền sản xuất, tại hắn biết chắc là cho con chị hâm hấp của mình sờ vào thứ này chả mấy chốc mà cả vương quốc ra cho. Ở phía bên kia chiến tuyến, Stannis vừa được bổ sung một lượng lớn cả phu lẫn lính thì thấy anh em khí thế lắm. Cơ mà người thân cận nhất bên hắn là ngài Davos thì tự dưng rén ngang. Sau khi thấy con bóng mà Melisandre đẻ ra hôm trước, Davos sợ Melisandre tẩy não Stannis, nhưng không biết rằng chính Stannis đã đồng ý để Melisandre sử dụng Tun, khiến ngài Davos tự dưng cũng băn khoăn về việc phò tá cái thằng vua con này. Cơ mà để Davos yên lòng, Stannis hứa trận công thành vương đô, hắn sẽ không mang Melisandre theo nữa. Cùng lúc đó, ở pháo đài Harrenhal, Arya vẫn bảo toàn ở danh tính. Dù lão cáo già Tywin chỉ cần nói chuyện vài câu, đã biết kiểu gì Arya cũng không phải là thường dân như cô bé nói, mà chắc chắn là con nhà quyền quý. Kiểu ở cái chỗ ăn đất thay cơm này có một con bé biết chữ, nói chuyện khôn lanh, và hơn hết là không ngọng lờ nờ như người nhà quê, thì rõ là con nhà quý tộc rồi. May là không biết con quý tộc nào. Trong thời gian ở Harrenhal, Arya cũng đã gặp lại ông đẹp trai nhất trong ba ông trong cũi. Jaqen bảo là vì Arya đã để ba ông trong cũi thoát hôm trước, tức là đã cướp mất của thần chết 900 vàng, nên giờ Jaqen sẽ phải trả nợ hộ cô bé. Tại bé thế kia thì trả như nào? Giờ Arya có thể đọc tên ba người để Jaqen xử lý, đền ba mạng, mỗi mạng 300 tiền về cho thần chết để test xem Jaqen nói thật hay là nó xạo chó. Arya thử đọc tên thằng cha hôm trước tra tấn và giết cả đống tù binh, và thấy một lúc sau thì hắn rơi từ trên tường thành xuống thật, chứng minh lời kẻ lạ mặt kia là hoàn toàn lẽ. Mãi tận trên phương Bắc, đội gác đêm đã đến được pháo đài tên First of the First Man. Gọi là pháo đài chứ giờ chỗ này còn đúng mấy cái cột, hết cả nịt. Tiên phong của đội gác đêm, một chiến binh dày dặn kinh nghiệm tên là Corin Halfhand, lên kế hoạch sẽ đi tỉa bớt quân tuần tra của man tộc cảnh giới anh em. Cần vài người tình nguyện đi theo, không cần đông, chỉ cần nhiều lực chiến. Và thế là tổng chỉ huy Gior cho Jon đi cùng. Vừa lờ lên đây một lúc thôi mà lạnh quá, phải xuống phía nam dã đông thôi. Tại Quat, Dany giờ thành idol giới trẻ, được người người săn đón, cơ mà nó cứ sai sai. Tại ban đầu còn lườm nguýt vừa lờ mới cho cô và người vào thành, mà giờ lại được đón tiếp như khách quý. Một người phụ nữ lạ mặt tại có sâu đâu, cảnh báo ngài Jorah rằng giờ ông phải bảo vệ Crust thật cẩn thận, vì rõ ràng là cái thành này toàn con buôn, mà con buôn với tư bản là hai thể loại không đáng tin nhất trên đời. Đúng như bà kia cảnh báo, Daxos đã tranh thủ dắt Daenerys vào chỗ tối, khoe cái két sắt vừa to vừa nặng, lại còn chỉ mở được bằng cái chìa khóa trên cổ này, bảo rằng nếu Daenerys cưới thằng trả thì tất cả của cải của hắn sẽ phục vụ chiến dịch lấy lại đất tổ của Daenerys, khiến cô hết sức suy tư. Jorah thấy thế thì vừa sợ mất Crush, vừa thấy mấy thằng này cứ lừa lừa, cố khuyên ngăn Dany nhưng không ăn thua, trở về với Catelyn và Brienne, những người đang chạy trối chết sau khi Renly bay màu thì không để cho cơ hội tuột mất. Catelyn thu nhận Brienne về team của bà ngay lập tức, với lời hứa khi thời điểm đến sẽ không cản cô báo thù cho Renly, khiến Brienne đồng ý cái dụp. Mở đầu tập 6, Tyrion vì muốn thể hiện mình khoe thông thạo với bố và chị nên làm trái kế hoạch ban đầu, vác con tàu với 20 mạng lính đến thẳng Winterfell công thành luôn. Bảo là công thành chứ trong thành toàn người già trẻ em với một thằng què, mà còn chả biết là Tyrion đã trở cờ rồi,
nên chiến thắng cũng không vẻ vang cho lắm. Thế nhưng vì bị khinh như chó vì bán rẻ anh em sương máu cho cái ông bố ruột vừa hèn vừa dơ để dằn mặt thằng Recon và thằng què, Theon mang người có khả năng chiến đấu nhất Winterfell bây giờ, hiệp sĩ Roderick ra hành hình. Trước khi chết, Roderick chỉ thản nhiên bảo rằng Theon bây giờ thực sự hết cứu rồi, chấp nhận mất đầu. Ở bên ngoài bức tường, Jon Snow được ông Halfhand hướng dẫn đã úp được một team tuần tra gồm 3 mạng của man tộc. Họ nhanh chóng vô hiệu hóa 2 tên, ý tôi là cho ngừng thở luôn. Còn người cuối cùng bị bắt thì là con gái. Cô này tên là Ygritte, và như lời Ygritte bảo thì tao yếu nhưng anh em tao đông. Giờ mà kéo giáp lá cà thì hội gác đêm chỉ có thành gác mộ. Halfhand bảo không có đủ lương nuôi tù binh, nhờ Jon thanh lý mạng Ygritte luôn rồi bỏ đi trước. Nhưng đáng tiếc, Jon được bố dạy từ bé là chỗ duy nhất anh được đánh phụ nữ là đánh vào đít, nên giờ phải tự tay chặt đầu một cô. Lại còn nhìn cũng xinh, khiến Jon bối rối, không dám ra tay, khiến Ygritte vùng lên bỏ chạy được. Ygritte chạy, Jon đuổi. Vờn lên vờn xuống, cuối cùng anh cũng bắt được cô gái. Mỗi tội đuổi nhau cả buổi chiều, mặt trời sắp lặn, lại còn không biết mình đang ở đâu vì lạnh. Jon buộc phải ôm Ygritte ngủ, để ấm thôi chứ không để gì. Tại như chúng ta đã biết, Jon hai mấy năm nay chỉ biết đi xè chứ biết gì đâu. Ngược xuống phía nam tí, thì kế hoạch của Tyrion thế bất nào vẫn được thực thi, tức là kế hoạch ship công chúa Marcella đi làm con tin ngoại giao cho sứ Dorne. Ship đi cũng đúng, vì vừa chia tay Marcella xong, ngay khi hoàng thất về cung, một cuộc bạo loạn đã lập tức xảy ra. Vì từ lúc cuộc chiến xảy ra, đến cả dân vương đô cũng đang đói mòn cả dạ dày. Đội vệ vương lập tức can thiệp, nhưng không ngăn được việc Joffrey bị dân ném cất bò vào mặt. Thằng nhõi con cay lắm, đòi chặt đầu hết cả quảng trường, nhưng bị cậu Tyrion chửi như hát hai. Chặt đầu tất cả chúng nó đi, mày mù hả cháu? Ngươi không thể sỉ nhục ta. Chúng ta đã từng gặp vua ác, vua ngu, nhưng đéo ngờ được bây giờ chúng ta lại phải chịu đựng một thằng lỏi con vừa ác vừa ngu lên làm vua. Chúng nó tấn công ta, người ta ném cứt bò vào mặt mày, và thế là mày đòi chặt đầu cả quảng trường. Dân trong thành đang đói sắp chết rồi, tất cả chỉ vì cuộc chiến mà mày khơi mào. Người đang nói chuyện với nhà vua đấy. Giờ thì ta vừa tát nhà vua lật mặt, tay ta có vì thế mà tự dụng khỏi người không? Tyrion lập tức nhờ chó săn Sandor Clegane đi cứu Sansa, người bị lạc mất trong khi chạy loạn. Và may quá mà hiệp sĩ chó săn đến kịp, không thì Sansa đã tàn đời gái từ lâu. Nhắc đến chị Stark thì giờ cô em Stark vẫn đang làm con hầu cạnh Tywin. Một hôm, khi đang dọn bát đũa cho lão già, Arya nhận ra trên bàn có một bức thư liên quan đến anh trai mình. Nó thó luôn mang đi đọc, nhưng ra ngoài thì bắt gặp một thằng cận vệ của Tywin, ngửi thấy mùi mờ ám, đuổi Arya chối chết. Không đuổi được thì đi mách Tywin, cực chẳng đã. Arya đành phải tìm Jaqen, rồi đọc tên thằng cận vệ, còn giục phải giết hắn trước khi Tywin biết, khiến Jaqen phải ra tay, khiến tên kia chết ngay trước ngưỡng cửa phòng Tywin, làm lão già báo động cả pháo đài tìm thủ phạm, cứu Arya một mạng. Không biết bức thư trên kia nói về gì, cơ mà Robb Stark có vẻ rất hăng hái trong chiến trận, hăng hái đến mức thấy cô y tá kia thì tớn mắt lên. Cơ mà chưa kịp lao đầu vào yêu đương thì Robb đã nhận được tin của cận thần Luwin báo tin từ Winterfell về là thằng cháo trở Theon đã vào chiếm lâu đài. Robb cáu lắm, định rút quân về thủ thành nhưng bị các lãnh chúa cản lại và đành phải cử nhà Bolton, vãi lều, cử cái bọn dễ phản phúc chỉ sau nhà Greyjoy về chiếm lại Winterfell. À mà thôi, chẳng không có hậu quả gì đâu. Ở Winterfell, vì yêu quý hai ông chúa con Bran và Recon, Osha đành phải hiến thân mình cho Theon. Cái thằng sau khi cô phó ưa thích của mình nhảy việc đến vương đô thì đang hơi đói gái. Giữa đêm, Osha lợi dụng Theon vừa mệt vừa ngủ say, trườn khỏi giường, giúp hai thằng bé nhà Stark cùng ông bị thịt hâu đo bỏ chạy. Tất nhiên là dắt theo hai con chó làm đồ ăn dự trữ. Ở quát, nghe theo lời Jorah, Daenerys cố gắng từ chối nhẹ nhàng thôi lời đề nghị của Dasos, trong khi ngài Jorah cố tìm kiếm một con tàu hợp ví để cùng trở về Westeros. Nhưng trong cái khó lại gặp cái eo. Ngay khi Jorah vừa đi vắng, Dasos và Dany đi dạo thì bất thình lình ngay khi cả hai về nhà, những người dân thân cận của Dany đã nằm chết la liệt, còn ba con rồng của cô thì bị bắt mất, mang đi đâu không rõ tung tích. Sau khi Osha đã đưa được hai ông chúa con bỏ chạy được 70 thôi 80 hồi, Theon giờ mới tỉnh dậy, suýt cả người cả chó ra đuổi. Nhưng Osha đã thông minh dùng dòng suối cắt mất dấu mùi, khiến cho mấy con chó trở nên vô dụng để không bị mấy thằng lính cười. Theon bốc đại ngay hai thằng bé mồ côi, mang đi thiêu sống rồi treo ở cổng thành, phét lác rằng đấy chính là Recon và Bran, khiến những người trong thành còn bất mãn hơn. Trên phía bắc xa hơn, Jon tỉnh dậy sau một đêm ôm Ygritte còn chặt hơn cả người yêu. Và có vẻ từ cảnh quay này mà hai diễn viên cưới nhau ngoài đời. Ygritte chê Jon là thằng danh con, thấy gái mà không dám triển. Hãy về đội của cô, chúng tôi là những người tự do, bọn tôi thích gì thì làm. Không bạn ơi, bạn đang tự do đấy đâu, tù nhân nghĩa là như thế mà. Đang cãi nhau dở thì Ygritte chạy mất, làm Jon lại phải đuổi theo. Và đáng tiếc là chạy ngay vào một ổ mai phục của man tộc. Giờ thì ai mới là tù nhân nào? Anh chả biết gì cả Jon Snow ạ. Ở dưới đấy rõ xa, tại vương đô, Sansa vẫn chưa hết PTSD sau khi tí nữa là tàn đời gái. Sợ chồng thêm sợ, cô ngủ dậy thì phát hiện ra giường mình bê bết máu, đánh dấu rằng Sansa đã có thể có con và sắp bị gả cho thằng lỏi con Joffrey. Sansa cố thay ga giường, được Shay giúp đỡ, nhưng đen cái là dù có đe dọa hầu gái khác đi nữa thì chó săn cũng ở đấy cờ MNR. Và ông này thì dọa bằng mắt Cersei đến hỏi thăm Sansa và cho cô bé một lời khuyên mà chưa chắc là cô đã hiểu. Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, nhất là con cái mình. Bọn khác máu tanh lòng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.
kể cả Joffrey, nếu muốn sống mà không tổn thương. Ở phía anh trai của Sansa, người đưa tin hôm trước, vì hết chỗ, bị nhét vào cạnh Jaime Lannister trong cũi. Lè này thì thần tượng Jaime lắm, đằng nào cũng là anh họ xa, lại còn là tay kiếm đỉnh nhất thất đại đô thành. Cơ mà đáng tiếc là để Jaime có cơ hội thoát, thì thằng fanboy này phải chết. Jaime gõ thằng bé ra bã, khiến lính canh phải vào kiểm tra, xong cũng bị Jaime siết cổ chết luôn. Thừa cơ trốn thoát, nhưng trốn kiểu đếch gì sáng hôm sau đã bị gô cổ lại. Đáng buồn thay, người lính canh bị Jaime giết là con trai của lãnh chúa Karl Stark, người cũng có số có má phết trong đội hình của Robb. Lão Karl Stark thì một mực đòi chặt đầu Jaime để trả thù, nhưng mà thằng này mà chết thì Catelyn không bao giờ nhìn thấy con gái nữa, nên bà già không chịu, khiến cho Karl Stark bất mãn ra mặt. Ở Quart, Daxos cho triệu hồi hội đồng 13. Cơ mà mấy ông thương lái thì có cóc biết là ba con rồng của Dany ở đâu, trừ thằng cha pháp sư này. Ông già Ermangus có khả năng phân thân, chơi bài ngửa là mình chính là người ăn cắp rồng, giữ trên tháp của những người bất tử. Tất cả điều này lão đều lên kế hoạch cùng với vua của Quart. Cơ mà Quart làm gì có vua? Giờ thì có. Daxos và lão pháp sư ra lệnh cắt cổ hết người của hội đồng 13. Và thế là hai thằng chọc một trắng một đen này nghiễm nhiên to nhất thành phố. Biết là ông Karl Stark cay mình lắm rồi. Giữa đêm hôm, Catelyn thả cho Jaime đi. Tất nhiên là không phải thả đi free, mà là bảo Brienne dẫn thằng này về Vương Đô, đổi lấy hai đứa con gái của bà. Robb biết được mẹ tự ý hành động làm mất xu cực là Jaime thì cũng cay lắm, nên vừa giận mẹ mà vừa để an lòng các lãnh chúa tìm mình, giam lỏng bà trong lều, rồi sai người đi bắt Jaime lại. Ông tướng này thì cũng làm một nước đi vào lòng đất, là thay vì nghe lời mẹ rằng yêu đương là chuyện thứ yếu, quan trọng là hôn ước với nhà Frey. Cơ mà giận mẹ nên nhắm mắt để chọn con tim, xong kệ luôn lý trí, cứ súng xít vào cô y tá người ngoại quốc kia. Ở Winterfell, Yara phi ngựa đến gặp em trai, và thay vì khen thằng em ngầu vì dám chiến tòa thành to thế này, Tyrion bị chửi là thằng ăn hại, vì cái pháo đài này chả có nghĩa lý gì trong kế hoạch quần đảo sắt cả. Chưa kể đang đâu giết hai thằng bé con nhà Stark, thì có mà cả miền Bắc nó ghim thù. Tyrion quê lắm, nên không nghe lời chị về lại Pike, mà ở đây đóng chốt luôn. Và các mùa sau chúng ta sẽ thấy đây là một quyết định ngu vờ lờ. Phía bên kia bức tường, Jon bị bắt về gặp một thằng man tộc đeo cái hộp sọ trên mặt, trông có vẻ cũng có số má phết, thì gặp được ông Halfhand, người duy nhất sống sót trong đội tiên phong. Để anh em không phí 100 thịt, ông lão Halfhand bảo hay là bây giờ Jon đi làm điệp viên, giả vờ phản bội anh em để trà trộn vào hàng ngũ địch, xem chúng nó đang ma cô cái gì trên bản đồ. Nói xong thì Corin Halfhand làm mình là mẩy luôn, thấy Jon như thấy chó, mắng chửi thậm tệ. Ở cách đó khá xa, quân của đội gác đêm tìm thấy trong đống tuyết một kho tàng được những người anh em không biết là từ bao lâu rồi, giấu dưới nền đá, gồm rất nhiều mũi giáo và dao dĩa làm từ Dragon Glass hay là long thạch. Cái này xua không dùng để đánh người, cơ mà dùng để đánh gì thì sau rồi sẽ biết. Tại pháo đài Harrenhal phía nam, Tywin ngồi chơi chán, giờ phải chạy deadline, cố đẩy lui quân Robb Stark trong đêm để sáng ra còn về cứu Vương Đô. Không thì Stannis lại làm gỏi cả đô thành. Lợi dụng cơ hội đó, Arya xin Jaqen H'ghar giúp cô và các bạn trốn thoát. Và sau khi dọa tới dọa lui là cô sẽ xin mạng Jaqen cuối cùng. Trong số 3 người mà thằng Trả đồng ý giết hộ, Jaqen H'ghar cũng đồng ý giúp cô bé, với điều kiện cô sẽ nghe bất cứ lời dặn nào của gã sau này. Thế là đúng nửa đêm hôm đó, Arya cùng thằng bạn béo và Gendry đi ra khỏi thành như chỗ không người, vì lính canh đã bị ghim lên tường hết. Khi Arya phải chật vật để sống sót, thì ông anh Robb của cô bé lại bị con đĩ tình yêu quật cho không chừa phát nào. Thế là dù mẹ phản đối, Robb cũng phải cưới cho được cô y tá làm vợ, điều mà sẽ khiến Robb rơi vào tình cảnh vô cùng lờ mao sau này. Nhưng mà ông tướng này có biết đấy là đâu đâu. Ở Vương Đô, tình hình đang rất là tình hình, khi Cersei bắt một cô gái làng chơi để dọa Tyrion, chứng tỏ rằng nỗi sợ của Tyrion và việc mang Shae đi trốn là đúng vừa cờ lờ. Trong khi người trong Vương Đô bận đấu đá nhau, Stannis đã dòng buồm đến sát vịnh Hắc Thủy, chỉ chờ triển khai quân. Hắn hứa sẽ đưa Davos lên làm bàn tay của nhà vua khi thắng trận, nghĩ rằng ăn một thằng trẻ con thì dễ vờ lờ. Ở Quart, Jorah giờ mới về làm hòa với Crush, hứa cùng cô đi đến tòa tháp của lão già Among Us để tìm rồng. Phía Winterfell, hóa ra hai thằng bé nhà Stark thực hiện đúng phương châm, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, được Osha đưa về trốn trong chính Winterfell. Tập 9 mở đầu thì ngay giữa đêm hôm, hạm đội của Stannis đã ồ ạt tiến vào vịnh Hắc Thủy, khiến Tyrion phải huy động hết quân ra chuẩn bị tử thủ đô thành. Thấy kèo có mùi hơi thum thủm, Cersei đã bí mật nhờ quân đại thần Pycelle cho bà ta một lọ thuốc chiết từ hoa cà độc dược. Để làm gì thì tí sẽ biết. Sansa bắt đầu khôn ra, kích đểu Joffrey ra chiến đấu. Và thằng ngu này thì sau khi Sansa hôn cái kiếm đểu của nó đã tớn hết cả lên. Tất cả phụ nữ trong cung được dẫn tới một tòa tháp, có ông đao phủ này canh cửa, để chắc là khi mà đô thành thất thủ thì cho đi bán muối một loạt để bảo toàn danh dự. Trở lại địa điểm mở combat thì Stannis và Davos thấy lạ vờ lờ khi chỉ có một con thuyền đơn độc bơi ra từ đất liền, đi vào giữa đội hình thuyền chiến của Stannis. Sau khi căng mắt ra nhìn kỹ, họ nhận ra con thuyền này chứa đầy các chất lỏng xanh lè, mà nếu không xem mấy tập trước thì tôi nghĩ đây là Mountain Dew nguyên chất. Đùa đấy, đây là hoang hỏa. Ngay khi con thuyền vào vị trí, Tyrion trên cổng thành đã lập tức ra hiệu cho thằng bạn thân Bronn bắn tên lửa vào kích nổ. Và thế là đội tàu của Stannis còn cháy hơn cả Sích Bích. Stannis chắc đang chửi thầm là đờ mờ lẽ ra mang theo Melisandre. Cơ mà chuyện đã rồi,
Vẫn còn rất nhiều tàu chở lính nữa chờ cập bến, nên Stannis chỉ mất lợi thế áp đảo thôi, chứ chưa rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Cả đoàn quân xông đến cổng thành thì bị chó săn dẫn quân ra cản. Joffrey thì gáy to nhưng vẫn như con cún, cúp đuôi đứng trên cổng thành. Chưa đầy ba hiệp, thằng em họ Lancel của hoàng hậu đã ăn một tên bay nửa máu, lật đật vào thành mách trị, khiến Cersei sợ quá mà sai người dẫn Joffrey vào phòng. Joffrey thì vừa hèn vừa ngu, nghe thấy mẹ gọi thì lấy cớ về luôn, khiến quân lính tụt hết nhuệ khí. May có Tyrion hôm nay tự dưng nổi máu anh hùng nên vẫn còn có thể chiến đấu được. Chó săn đánh hăng, nhưng nhìn thấy trận địa cháy nổ phừng phừng khiến hắn sống lại những nỗi sợ từ hồi bé tí. Vì chó thì ngoài sợ giềng ra còn sợ lửa nữa. Vào thì thấy thằng vua con rút quân nên tức mình, không thèm phò nhà Lannister nữa, đùng đùng bỏ đi. Hắn có định đưa Sansa đi cùng, nhưng Sansa vẫn chưa đủ khôn, nên nhìn cái mặt bỏng một nửa của chó săn thì vẫn sợ, không dám đi theo. Để tiếp thêm sức mạnh niềm tin cho anh em, chính Tyrion dẫn quân thọc sườn quân của Stannis, khiến Stannis không thể tiến vào sâu hơn. Trong lúc đàn ông đang chiến đấu máu lửa ngoài cổng thành, Cersei thấy kẻo không giòn, kéo thằng con út Tommen vào chính điện, định cùng uống thuốc độc để tự sát. Tyrion tưởng đời mình sắp lên hương khi tự dưng nay anh hùng thế này, thì bị một thằng trong đội vệ vương chém ngang mặt. Chắc là theo lệnh Cersei, ngay lập tức cậu bé Podrick hầu Tyrion đã cho thằng vệ vương kia một giáo để bảo vệ chủ nhân. Quả bóp tim này của Cersei khiến mọi chuyện từ tệ chuyển sang tệ vờ lờ. Khi Tyrion đang nằm chờ chết và Cersei thì chuẩn bị cho thằng con nốc tí thuốc độc, thì hội kỵ binh của Tywin và nhà Tyrell dẫn đầu bởi thằng bạn trai của Renly, Loras, đã tới càn quét. Binh pháp cơ bản thì kỵ binh là khắc chế cứng của bộ binh, nên Stannis bị đẩy lui khỏi cổng thành. Dù rất muốn Oin sống mái với mấy con rời kia. Sáng hôm sau, Tyrion tỉnh dậy trong một căn phòng chật hẹp với thằng già Pycelle đắc ý trước mặt, và cái mặt thì băng bó nhiệt tình. Tywin đã về được đến Vương Đô, tức là thời gian cầm đầu thiên hạ của Tyrion đã hết, trừ khi thằng chả muốn đi làm thợ cắt tóc. Cơ mà như này thì khách phải ngồi đất à? Sau khi chắc chắn cuộc chiến đã kết thúc, thằng lõi con Joffrey oai như cóc, ngồi trên ngai vàng ban thưởng cho mọi người. Peter Baelor được thưởng nguyên pháo đài Harrenhal, cái chỗ tôi bảo trông như dép tổ ong cháy ấy. Hiệp sĩ Loras Tyrell thì được ban một điều ước, và thằng cha này kiểu: ước gì cô em gái lấy chồng cả tháng mà vẫn còn trinh của tôi, có chồng mới. Và rõ là vì Marjorie Tyrell tó vu hơn Sansa nên Joffrey thích lắm. Thấy mẹ Cersei và Pycelle bảo là không nên lấy Sansa vì bố Sansa phổi bạn, thì quay ra đòi cưới Marjorie luôn. Sansa đang vui thì Peter Baelor đến ngay đó cảnh báo rằng đừng vội mừng cháu ạ, thằng Joffrey nó có vợ không có nghĩa là nó sẽ tha cho cháu, nên giờ nghe chú mới sống được. Sansa đoạn này chưa khôn đến thế nên cũng nghe lời thằng cha ti hí mắt lươn này như thật. Ở chỗ của Robb Stark, dù mẹ hết sức khuyên ngăn, Robb quyết định chính thức kết hôn với cô y tá, làm lời hứa official của Catelyn với Wilder Frey trở nên vô hiệu. Và thế tức là quân nhà Frey có bao nhiêu giờ bỏ về hết. Stannis sau khi thua trận về lại Dragonstone thì lại quay ra trách Melisandre cơ, không bật Tun xong trách Tun không cứu được mình, đến chịu với ông. Cơ mà Stannis tuy dày dặn trên chiến trường nhưng tuổi gì đối đầu với bà phù thủy nhiều mưu mô này, nên bị thao túng tâm lý. Cơ mà ít ra thì lạc quan hơn. Trên phía bắc, Theon sắp sửa gặp quả báo nhãn lồng khi Ramsay Snow, thằng con hoang của nhà Bolton, đã mang quân đến vây chặt Winterfell. Cố vấn Luwin bảo giờ Theon lên đội gác đêm nhanh còn kịp, nhưng tuổi trẻ non và xanh, Theon vẫn ngu đòi dùng 20 người nhà Greyjoy địch lại với mấy trăm mạng nhà Bolton. Bài phát biểu rất hay, nhưng vừa gáy xong thì Theon đã bị thằng thuyền phó cho một gõ bất tỉnh. Nhắc đến Winterfell, ngoài hai thằng bé nhà Stark đang trốn trong hầm mộ, Arya Stark đang cùng Gendry và thằng bé béo Hot Pie lang thang khỏi Harrenhal và va ngay vào Jaehaerys Hrgar. Arya ngay lập tức đòi làm đệ của Jaehaerys. Cơ mà ở đây làm gì có học liệu, phải sang Essos, đến thành phố Braavos thì Jaehaerys mới dạy Arya làm sát thủ được. Jaehaerys đưa cho Arya một đồng xu, đồng này thì không tiêu được mà chỉ dùng để làm tin, bảo là đến Braavos đưa cái đồng xu này cho bất kỳ ai, rồi đọc một cụm từ duy nhất, Valar Morghulis, tiếng Valeria cổ, nghĩa là ai rồi cũng chết thôi. Nói xong thì Jaehaerys đổi mặt và giọng nói sang một dạng xấu dai hơn, rồi rời đi mất hút. Cách đó nửa vòng trái đất, tại Quart, Daenerys đã lên được tầng thượng 102 của ngôi nhà của người bất tử, đang đi tìm rồng con thì lạc bén sang ảo cảnh của chính điện tại Vương Đô, nhưng hoang tàn đổ nát, phủ đầy tuyết trắng. Đi thêm một đoạn nữa, cô thấy một túp lều tranh, ở trong có hai trái tim vàng là Khal Drogo và con trai cô. Daenerys tí nữa thì ở lại đây, nhưng trong đầu cô biết chắc đây là ảo cảnh nên rứt áo ra đi. Hoặc không, Khal Drogo có mặc áo đâu, đại loại là vì nữ cường mạnh mẽ các thứ. Dany đã chiến thắng được ảo cảnh của ông già Among Us để đến được chỗ của lũ rồng. Lão già cố xích Daenerys lại chơi SM, nhưng lũ rồng con đã biết khạc lửa nên Daenerys chỉ cần ra hiệu Dracarys, và thế là lão già Among Us bị đốt thành tro, chứng tỏ quả bất tử của lão là quảng cáo láo. Không như anh hùng ở Việt Nam, lão già đầu chọc chết thì xiềng xích cũng hóa thành cát bụi, đã lấy lại được rồng. Dany cùng ông bạn thân Jorah đến phòng của Draxos hỏi tội thì phát hiện ra cô hầu gái mất tích của mình vừa chơi cưỡi ngựa với thằng chả xong. Dany giật luôn cái mặt dây chuyền chìa khóa trên cổ Draxos, mở cái sát ra
thì thấy trong này trống không. Hóa ra Dark Souls xạo chó, kho vàng của thằng Trả chẳng có gì ngoài một câu chuyện điêu toa để trừng phạt sự phản bội của hai con rời này. Danny ném Dark Souls và thím hầu gái phản bội kia vào két, đóng lại và không bao giờ mở ra nữa. Giờ chẳng còn tiền, Daenerys quyết định vơ hết bát đĩa vàng bạc của Dark Souls mang đi bán, mua một con tàu về Westeros ở phía bắc. Theon bị người nhà bỏ lại, thế là giờ thành Winterfell nằm hoàn toàn trong tay nhà Bolton. Và chả hiểu là tiếp quản kiểu gì mà cái thành cháy rụi. Osha dẫn hai thằng bé ra ngoài thành thì gặp ông già Luwin đang nằm hấp hối bên một cái cây thiêng, dặn Osha dẫn hai đứa trẻ lên phía bắc, chỗ anh trai Jon Snow đang ở. Không biết rằng ở chỗ Jon cũng đang rất căng, ông già Corrin Halfhand chủ động gây gổ với Jon để anh lao vào giết ông, lấy lòng tin của lũ man tộc rằng Jon đúng là muốn đảo ngũ. Các anh em ở First of the First Men đang lấy phân tuần lộc để đốt lên sửa cho ấm thì gặp một hiện tượng lạ, bão tuyết nổi lên, Sam bị bỏ lại phía sau và thình lình thì đội quân người chết do lũ bóng trắng chỉ huy xuất hiện, báo hiệu một trận chiến không khoan nhượng sẽ diễn ra ở mùa sau. Và đó cũng là toàn bộ diễn biến đã xảy ra trong Game of Thrones mùa 2. Còn bây giờ thì tôi còn Quại, xin chào và hẹn gặp lại.